Kiển Ngọc cùng ban lãnh đạo của công ty tập đoàn Trường Hoàng Đông VTHD kính chào bà con. Kính thưa bà con, chúng ta lại được gặp nhau vào những ngày đầu xuân mới, xuân Giáp Thìn năm 2024. Và ngày hôm nay thì chúng ta được gặp nhau trong một cái khung cảnh rất là đẹp, đặc biệt. Quý bà con biết Kiển Ngọc và ban lãnh đạo công ty đang ngồi ở đâu không ạ? Hiện tại thì Kiển Ngọc và quý lãnh đạo công ty đang có mặt tại nhà máy sản xuất của công ty tập đoàn Trương Hoàng Đông VTHD. Và ngày hôm nay thì cũng nhân dịp những ngày đầu xuân mới thì ban lãnh đạo công ty có dịp ngồi lại trò chuyện với nhau, cũng như là ôn lại những kỷ niệm về năm cũ 2023, cũng như là bàn những cái kế hoạch về năm mới. Thì không biết là anh Hoàng Đông ơi, trong năm mới này thì mình sẽ có những cái kế hoạch đặc biệt nào thưa anh? Cũng chia sẻ với Kiển Ngọc và cùng toàn thể lãnh đạo của công ty tập đoàn Trương Hoàng Đông, cùng toàn thể quý bà con, thì năm 2024 này có rất là nhiều cái sự kiện rất đặc biệt, là sự kiện đầu năm, là sự kiện ra mắt sản phẩm mới, ra mắt dòng sản phẩm VTHD và VTHD Plus. Và đặc biệt thì có thể là trong tháng 3 thì bà con chúng ta sẽ có một cái sự kiện rất lớn là tại nhà máy của Trương Hoàng Đông, là sự kiện là gala dinner của công ty. Gala dinner chắc hẳn là quý bà con cũng đã trông chờ rất là lâu rồi đúng không ạ? Dạ chị Hoài Thương ơi, vậy thì gala dinner mình sẽ tổ chức và có những cái tiết mục gì đặc biệt mình có thể bật mí đôi chút cho bà con được biết không ạ? Và đặc biệt là xin chào tất cả đoàn thể các anh chị hôm nay chúng ta cùng là gọi là những người mà có thể sắp tới đây sẽ dẫn dắt con thuyền của VTHD sẽ bước đến một cái bước tiến xa hơn, rồi có những cái thành công vượt bậc hơn. Thì hiện tại thì cái chương trình gala thì cũng các đội ngũ hiện tại ngồi ở đây cũng đang rất là áp lực và lắm rất là nhiều những cái trọng trách quan trọng. Đó là mỗi một người sẽ có nhiều cái khâu, rất là nhiều khâu ha. Nhưng mà hiện tại thì Hoài Thương thì cũng sẽ đầu tiên sẽ bật mí trước cho toàn thể quý đại lý cùng với lại quý bà con để chúng ta biết một vài cái bí mật thôi. Tại vì bí mật chúng ta bật mí sơ sơ thôi, chứ để mình nói nhiều quá thì nó lại không còn gì để hấp dẫn nữa. Đó thì thật sự luôn là từ lúc Hoài Thương cộng tác cùng với công ty đến thời điểm hiện tại luôn là chỉ trông chờ nhất là cái ngày gala dinner thôi. Tại vì sao ạ? Tại vì thật sự do không phải là suốt mấy năm qua này do cũng rất là nhiều cái nguyên nhân, đặc biệt luôn là cái vấn đề mà nhiều nhất đó là vấn đề là dịch Covid-19 và đến hiện tại luôn. Và sau khi chúng ta xây dựng nhà máy xong thì mình sẵn tiện vừa khánh thành nhà máy mới mà vừa cho quý đại lý, quý bà con chúng ta sẽ tham quan luôn nhà máy. Và đặc biệt luôn chúng ta mới là tổ chức cái chương trình gala dinner luôn. Thì hiện tại và kế hoạch sắp tới thì chương trình gala dinner ha cũng bật mí với lại toàn thể quý khách hàng, đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chương trình tiết mục văn nghệ nè. Thứ nhất, thứ hai là sẽ có nhiều những cái chương trình tri ân cho các đại lý mà chúng ta đã suốt những thời gian qua chúng ta đã cộng tác cùng với công ty Trương Hoàng Đông. Chúng ta có những cái phần thứ bốc thăm trúng thưởng, và đặc biệt là Hà Thương cũng thông báo luôn, đối với những cái công ty khác thì chúng ta có thể có những cái phần thưởng hoặc là những cái chương trình bốc thăm, có thể có những giải trúng hoặc giải không. Nhưng riêng công ty VTHD của chúng ta thì không ạ. Đó là quý bà con và đại lý chúng ta đều giải nào chúng ta đều có trúng. Chỉ có cái là các đại lý khách hàng nào mà chúng ta may mắn hơn thì chúng ta có thể trúng được những cái giải thưởng gọi là có thể nó cao hơn. Có những còn quý bà con nào chúng ta chưa đủ may mắn chúng ta vẫn có thể trúng được những cái giải phụ của công ty. Nên là đây là chắc hẳn là một cái vấn đề mà bà con cùng với lại các đại lý rất là quan tâm. Dạ, để có thể mà tổ chức được một cái gala mà để cho bà con mình ấn tượng cũng như là để lại những cái kỷ niệm sâu sắc trong lòng á, thì có thể là ban lãnh đạo công ty của mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Và ngày hôm nay thì Kiển Ngọc đang ngồi cạnh Kiển Ngọc, đây là chị Vi, là trưởng phòng marketing của công ty. Thì không biết là trong thời gian tới thì bộ phận mình có những cái kế hoạch gì thưa chị? Trước tiên xin chào anh Trương Hoàng Đông cùng tất cả ban lãnh đạo của công ty. Thì thực sự là về tập đoàn VTHD đã thai nghén từ rất là lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì là khi mà nhà máy đã hoàn thành thì trong thời gian sắp tới dĩ nhiên là về kế hoạch marketing là phải cực kỳ sâu sát với lại là ban lãnh đạo của công ty, để mục tiêu là sẽ giúp cho người nông dân có thể là tiếp cận được những cái sản phẩm của công ty về cách sử dụng cũng như là những cái phương pháp mới, những công nghệ mới của công ty một cách nhanh chóng nhất, và có thể ứng dụng vào cho cái cánh đồng của mình, ứng dụng vào cho cái công việc trồng trọt của mình để tăng hiệu quả một cách cao nhất. Bên cạnh đó là với những cái chiến lược marketing sắp tới thì chắc chắn rằng là
với cái việc kết hợp với ban lãnh đạo của công ty sẽ giúp cho những cái đơn vị cùng đồng hành với lại công ty sẽ có những cái hiệu quả trong về kinh tế nhiều hơn nữa. Thì sẽ có rất là nhiều chương trình đặc biệt khi mà cái sản phẩm mới của công ty VTHD ra đời. Hy vọng rằng là bà con nông dân sẽ ủng hộ cho VTHD càng nhiều hơn nữa để có thể là truyền tải được cái thông điệp của VTHD tới cho tất cả bà con nông dân cũng như là cộng đồng những người mà yêu chuộng về những cái sản phẩm về organic, về cái cách sử dụng về các dòng sản phẩm hữu cơ không những ở trong đất nước Việt Nam mình mà có thể lan tỏa được cho tất cả các nước lân cận cũng như các đất nước khu vực Đông Nam Á. Các chị có đồng ý như vậy không ạ? Dạ, kính thưa bà con, thì chúng ta cần có chiến lược để phát triển. Nhưng mà chiến lược có rồi thì đội ngũ nhân sự phải thực sự là bền bỉ, có năng lực thì phải mới lèo lái được con thuyền của chúng ta ra khơi và phát triển vững mạnh hơn nữa. Vậy thì chị Hoa Tiên ơi, trong năm 2024 này thì chúng ta sẽ phát triển như thế nào về đội ngũ nhân sự của mình thưa chị? Kính thưa anh Tổng Giám đốc Trương Hoàng Đông, kính thưa ban lãnh đạo của tập đoàn, thì trước khi ngồi ở đây thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để chúng ta có một cái nhà máy, có một cái cơ ngơi như vậy, có cái sân chơi tuyệt vời để bà con nông dân cũng như quý khách hàng, để chúng ta có một cơ hội để chúng ta biết về nhà máy phân bón của chúng ta. Thì để như cũng như là công ty phát triển nhiều hơn nữa thì đội ngũ của phòng nhân sự thì cũng mong muốn là làm hết mình để coi như là mình phát triển ra một cái sân chơi chung, một cái sân chơi rất là chuyên nghiệp. Mình sẽ đào tạo những con người, mình sẽ phát triển những con người để khi mà mình có những sản phẩm phân bón thì những cái con người đó họ sẽ đi khắp cùng trời túi đất, những nơi nào mà có những cái ngành nông nghiệp của Việt Nam thì họ sẽ, đội ngũ nhân sự của THD sẽ cùng với bà con mình sẽ phát triển, hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa. Thì cũng nhân dịp đầu xuân gặp gỡ quý bà con, gặp gỡ quý khách hàng ngày hôm nay thì cũng mong muốn là những nhân tài trên khắp đất nước Việt Nam, mình muốn ngành phát triển nông nghiệp nhiều hơn nữa thì đừng ngần ngại, mình cứ liên hệ về tập đoàn công ty để mà mình có thể mình phục vụ cho, thứ nhất là xã Phương Thịnh, là mình phục vụ cho tỉnh Đồng Tháp, và nhiều hơn nữa là mình phát triển cho ngành nông nghiệp của nước Việt Nam mình giàu mạnh hơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, kính thưa quý bà con, đội ngũ nhân sự có rồi, chiến lược cũng có rồi. Vậy thì hàng hóa sản xuất như thế nào thì một người không thể thiếu, đó chính là quản đốc của nhà máy sản xuất của chúng ta. Vậy thì anh Trường ơi, trong năm 2024 thì nhà máy của chúng ta sẽ bắt đầu vận hành như thế nào và hàng hóa thì mình sẽ chuẩn bị ra mắt ra sao thưa anh ạ? Tôi nhìn hứa ban lãnh đạo công ty, quý 1 2024, VTHD sẽ ra đời. Kính thưa bà con, đó chính là những sự khẳng định của quản đốc của công ty tập đoàn Trương Hoàng Đông VTHD. Vậy thì cái dòng sản phẩm mới ra đời thì giá thành sẽ như thế nào thì em xin mong chị Hoài Thương là chia sẻ đôi chút cho bà con mình được biết được ạ. Dạ. Dạ. Thì đây là cái điều mà toàn thể quý các khách hàng trên toàn mọi miền đất nước đứng đang rất là trông chờ. Tại vì như cái clip sống trước đó, mà tôi có nói đó, khi mà những cái dòng sản phẩm mỗi năm, mỗi một cải tiến, mỗi một công nghệ mới ra đời thì đương nhiên là sẽ giá cả sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà vào khoảng là bao nhiêu năm Hoàng Thương cộng tác cùng với công ty rồi thì như là Hoàng Thương cái điều mà tâm đắc nhất đó chính là cái vấn đề là dù cứ mỗi một năm những cái sản phẩm mới đều cải tiến mới, công nghệ mới và giá thành có tăng, nhưng mà anh Tổng Giám đốc Trương Hoàng Đông vẫn hứa với lại Hoàng Thương cùng với lại quý bà con chúng ta đó là giá cả chúng ta vẫn không thay đổi. Được không ạ? Nên là quý bà con yên tâm về cái vấn đề giá cả nha, không cần phải lo nữa. Còn những cái lúc mà Hoài Thương hay ghẻ quý bà con á là khi nào mà quý bà con chúng ta xài đạt nha, dù sao là khi có VTHD mới ra đời, Hoài Thương sẽ tăng giá là 1 chai 600 ngàn. Cái đó là Hoài Thương chỉ ghẻ quý bà con thôi. Nên là ngày hôm nay Hoài Thương cũng thay mặt công ty, ban lãnh đạo công ty cũng thông báo đến quý bà con chúng ta, ghẻ là giá chúng ta vẫn giữ nguyên không thay đổi ạ. Dạ, kính thưa quý bà con, đó là lời khẳng định của Giám đốc thị trường Hoài Thương đối với giá thành sản phẩm dòng VTHD mới ra đời. Vậy thì VTHD mới ra đời thì cách sử dụng như thế nào và những lưu ý gì? Thì phần này Kiến Ngọc xin mời anh Huỳnh Nguyên là chuyên gia có đôi lời lưu ý cho bà con mình được biết rõ hơn ạ. Kính thưa anh Giám đốc Hồng Đồng, đồng cùng với ban lãnh đạo của công ty. Thì đối với dòng sản phẩm VTHD thì phải khẳng định với bà con là nó là dòng sản phẩm siêu tiết kiệm so với những cái dòng sản phẩm phân bón khác trên thị trường. Thì để mà tiết kiệm được cái chi phí á, thì
thì bà con cố gắng là sử dụng đúng liều lượng theo cái hướng dẫn trên bao bì. Thì trong cái năm 2024 thì bộ phận kỹ thuật của công ty tập đoàn Trương Hoàng Đông sẽ phối hợp với các cái phòng ban trong công ty sẽ truyền tải toàn bộ những cái kiến thức trong quá trình sử dụng tới tất cả các bà con đang sử dụng sản phẩm của công ty tập đoàn Trương Hoàng Đông. Dạ, kính thưa bà con, lưu ý cũng đã có rồi, chiến lược cũng đã có rồi và những cái kế hoạch phát triển trong năm 2024 cũng có rồi. Và qua đây thì Kỷ Ngọc cũng xin mời anh Hoàng Đông là có đôi lời nhắn gửi gì đến quý bà con mình không ạ? Cũng chia sẻ với toàn thể tập thể lãnh đạo của công ty tập đoàn Trung Hoàng Đông cùng toàn thể quý bà con thì năm 2024 Hoàng Đông rất là vinh dự cũng như rất là hạnh phúc là khi mà nhà máy đã hoàn thiện vào cuối năm 23 và đầu năm 24 thì sẽ đưa vào hoạt động và được rất là nhiều quý bà con trên mọi miền đất nước yêu thương cũng như là tin tưởng sử dụng những sản phẩm trong suốt thời gian đã gần 10 năm rồi. Và Hoàng Đông cũng cảm thấy là mỗi năm thì có một công nghệ mới, mỗi năm đều có một cái mới để gửi đến quý bà con. Nhưng mà nãy cũng nghe Hoài Thương nói là giá cả thì Hoàng Đông vẫn không lên. Thì Đông cũng mong muốn là những cái nhìn nhận của Hoàng Đông để gửi bà con, để bà con với cái khát khao, với cái sứ mệnh của Hoàng Đông là mong muốn bà con làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Thì năm nay thì là năm thứ 7 mà công ty Trung Hoàng Đông đã ra đời. Đông bước vào ngành nông nghiệp này đã hơn 10 năm. Và hơn 7 năm là công ty Trung Hoàng Đông hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Thì tới nay thì bà con đã tin tưởng và đã lan ra rất là nhiều nơi mà bà con đã sử dụng và đạt hiệu quả rất cao. Thì Đông cũng mong muốn là trong thời gian tới bà con hãy tin tưởng hơn nữa, sử dụng sản phẩm nhiều hơn nữa và hãy chia sẻ mạnh hơn, chia sẻ những dòng sản phẩm này đến những quý bà con khác. Để bà con chưa sử dụng, bà con sẽ sử dụng để trải nghiệm những cái sản phẩm hữu cơ để làm sao một nền nông nghiệp của chúng ta được luôn luôn sạch, bền vững và đặc biệt là nâng tầm được nông sản Việt và vì một tương lai trẻ thơ. Đó là một sứ mệnh thứ hai vào cách nay 2 năm mà Hoàng Đông làm ra. Thì Đông nghĩ là trong thời gian tới thì tất cả những quý bà con chúng ta sẽ được đến với nhà máy THD, nhà máy của tập đoàn Trương Hoàng Đông để bà con có thể chiêm ngưỡng cũng như là bà con sẽ xem dây chuyền sản xuất như thế nào và những cái quy trình như thế nào để bà con chúng ta tin tưởng hơn và sử dụng tốt hơn. Đó là những điều chia sẻ, cũng mong quý bà con chúng ta tin tưởng hơn nữa. Và Hoàng Đông thật sự xin cảm ơn toàn thể quý bà con và cảm ơn tập thể lãnh đạo của công ty đã đồng hành cùng công ty Trương, cùng với Hoàng Đông suốt một chặng đường khá là nhiều năm. Và Đông mong muốn là trong thời gian tới các bạn hãy mạnh mẽ hơn nữa để làm sao cái sứ mệnh của Trương Hoàng Đông là vì tương lai trẻ thơ, vì một nền nông nghiệp sạch, vì mong muốn bà con làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Thì cũng bật mí cho các bạn biết tí, thì Đông cảm thấy được là những quý bà con nào mà tin tưởng Hoàng Đông và tin tưởng tất cả những lãnh đạo trong hơn 3 năm thì những quý bà con nó đều làm giàu hết rồi. Ít nhiều không giàu tiền thì cũng giàu tình, giàu nghĩa và đặc biệt là bà con cũng giàu được kiến thức. Đó là cái điều mà mình đã làm trong suốt thời gian qua. Thì Đông cũng mong muốn quý bà con trong thời gian tới hãy xem nhiều kênh YouTube hơn nữa, của kênh YouTube là Hoài Thương THD hoặc là THD Trương Hoàng Đông để bà con hiểu sâu sắc những tính năng, những công nghệ trong sản phẩm. Bà con sẽ được các chuyên gia của công ty như chuyên gia Quỳnh Nguyên và các chuyên gia đầu ngành của nền nông nghiệp của chúng ta và tất cả những vị lãnh đạo ở đây, họ sẽ luôn luôn mang kiến thức nông nghiệp mới để gửi đến toàn thể quý bà con. Thì em cũng cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân tình của anh Hoàng Đông. Và chị Hoài Thương ơi, khi mà nhà máy của chúng ta đi vào khánh thành hoạt động thì những cái chương trình hội thảo của chúng ta sẽ tổ chức như thế nào, có còn như trước kia không chị? Dạ. Đây cũng là cái điều mà đã chia sẻ rất là nhiều với bà con rồi, nhưng ngày hôm nay thì nhân tiện trên cái clip này thì Thương cũng sẵn sẽ chia sẻ thêm với bà con nha. Thương vẫn sẽ giữ vững cái vấn đề là chúng ta sẽ tổ chức những cái chương trình tọa đàm đầu bờ, những cái chương trình mà hội thảo cho bà con chúng ta ở tại tất cả các đại lý và những cái địa điểm của các ủy ban hoặc là những cái khu vực mà trước đây giờ chúng ta đã vẫn làm. Nhưng mà thì để có sự thay đổi hơn và có nhiều những cái gọi là phát triển mới hơn, mạnh hơn nữa thì sẵn Hoàng Thương cũng sẽ thông báo luôn. Có thể là nhiều những nhà máy khác thì quý bà con chúng ta sẽ không có được cái cơ hội hoặc là cũng không có nhiều thời gian để chúng ta đến thăm quan nhà máy nè.
Và đặc biệt nếu chúng ta đến tham quan nhà máy cũng không có gọi là những cái khu nghỉ dưỡng nè, có những cái tiệm buffet, có những buổi ăn sáng, cà phê vân vân cho chúng ta ở lại. Nên là sau khi nhà máy vào hoạt động thì cái mục đích của anh Tập Cái Lúc Trương Hoàng Đông cùng với mục đích của các ban lãnh đạo của công ty thì sẽ tập hợp tất cả các quý bà con chúng ta. Nếu mà quý bà con nào mà chúng ta sẽ đăng ký nha, hoặc là những các đại lý hiện tại trước đây đã cộng tác cùng với công ty tế đi Trung Hoàng Đông, hoặc là những các cái đại lý khách hàng mới, thì Hà Thương sẽ thông báo và chúng ta sẽ chuẩn bị những cái công cuộc để làm sao mà đưa những cái vị khách hàng vừa cũ nè, hoặc là những khách hàng mới luôn, chúng ta sẽ đến trực tiếp tại nhà máy, được không ạ? Và khi chúng ta đến nhà máy thì ở đây hiện tại có rất là nhiều sẵn luôn để tiếp đón và có chúng ta có thể một ngày chúng ta có thể làm ít nhất chúng ta được 4-5 cuộc hả anh Trương Hoàng Đông hả? Không, một ngày mình có thể làm được khoảng 1.000 khách hàng. Dạ, được, có nghĩa là số lượng rất là lớn. Nên là mọi người cũng rất là vui về điều này. Đến đây thì chúng ta vừa đến đây vừa được đi tham quan, và đặc biệt khu gần đây là cũng có rất là nhiều khu du lịch nữa, là quý bà con chúng ta rất là tiện luôn nè. Cái thứ hai, khi chúng ta bà con đến đây ha, quý bà con sẽ vừa được sẽ biết được cái nhà máy chúng ta như thế nào, và chúng ta sẽ vừa được nghỉ dưỡng lại, và đặc biệt chúng ta vẫn có thể mua hàng giống như chúng ta làm những cái cuộc hội thảo tại các đại lý vậy, được không ạ? Thì quý bà con chúng ta sẽ mua hàng thì có thể là có nhiều những cái chương trình, thì đó là những cái chương trình marketing của các phòng ban sẽ thông báo đến chúng ta, nhưng mà có thể chúng ta có thể vừa nhận hàng để chúng ta vừa về, hoặc là chúng ta có thể nhận hàng trực tiếp từ đại lý để giao đến quý bà con chúng ta. Nên là có chưa dĩ trơn nha thì thông báo luôn với anh Tổng giám Trương Hoàng Đông. Hôm nay thì mùng 8 chúng ta khai trương, thì mùng 9, mùng 10, 11 và 12 âm lịch thì Hội Thương đã làm khoảng 8 cuộc hội thảo ở tại Đồng Tháp và Cần Thơ. Lúc đó Hội Thương sẽ quay cho bà con xem là sau một mùa vụ mà quý bà con mới tân luôn là sinh viên cấp Hội Thương và đã làm theo hướng dẫn của Hội Thương đã thành công như thế nào, và từ một người thành công và bây giờ đã lan tỏa được bao nhiêu người, thì lúc đó Hội Thương sẽ quay cho bà con xem. Sắp tới đây thì những cái chương trình hội thảo tọa đàm quý bà con sẽ được các nghệ sĩ nè, phục vụ công nghệ nè, sẽ có được những cái chuyên gia đầu ngành, những cái thạc sĩ kỹ sư, chúng ta sẽ thuyết trình tư vấn cho bà con chúng ta để hiểu rõ thêm về sản phẩm, sẽ có các bạn đội ngũ kỹ sư chuyên viên sẽ tư vấn tận tình, và đặc biệt là quý bà con ở khắp mọi nơi nào sẽ có các kỹ sư sẽ đến thăm ruộng thăm đồng hành trực tiếp, và đặc biệt luôn quý bà con nào rất là yêu cầu mà thương rất là nhiều về vấn đề qua YouTube nữa, thì quý bà con cứ đăng ký họ thương sẽ lên danh sách. Và bật mí một cái nữa, có thể không phải chỉ Hà Thương làm YouTube đâu, có thể là sắp tới đây Hà Thương sẽ chỉ hướng dẫn lại cho các bạn kỹ sư ở tại các vùng miền, tại vì thật sự một mình Hà Thương sẽ đi không nổi, đi quá rồi đi, và bây giờ lên tới cả Biên Hòa, cả Tuy Hòa, gì đó Phú Yên, Nha Trang nữa, rất là nhiều bà con yêu cầu Hà Thương lên đó nữa, nên là các bạn kỹ sư tại tỉnh thì sau này Hà Thương sẽ nghĩ các bạn cũng sẽ làm YouTube giống Hà Thương, sẽ tới thăm đồng trực tiếp của bà con chúng ta, nên là sắp tới đây sẽ chắc cũng sẽ có nhiều kênh VTV ra đời, thì cũng được chung một cái sản phẩm của nhà máy cả, nên là quý bà con chúng ta hãy đón xem, theo dõi nhiều hơn để chúng ta hiểu được nhiều vùng miền, nhiều vùng đất, nhiều từng loại giống, và tùy vào vụ mùa thời tiết khác nhau mà chúng ta làm đạt và thành công như thế nào nha. Dạ, kính thưa quý bà con, đó là những chia sẻ của tất cả những vị lãnh đạo của công ty tập đoàn Trương Hoàng Đông VTHD. Và một lần nữa thì Kiển Ngọc cùng quý lãnh đạo công ty xin chúc quý bà con những ngày đầu xuân mới là có thật nhiều sức khỏe, nè, thật an vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Đặc biệt là khi mà mình áp dụng các dòng phân bón hữu cơ của công ty Trương Hoàng Đông VTHD thì sẽ đạt được những thắng lợi mới. Và một lần nữa thì Kiển Ngọc cùng quý lãnh đạo công ty xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ạ.